Hello các bạn, hôm nay mình sẽ thử thách vẽ tranh. Bây giờ mình sẽ vẽ Doraemon nha các bạn. Đây là vợ anh, vợ mình sẽ đi vẽ nha các bạn. Đây, xong vẽ. Các bạn đã vẽ rồi, nó sợ nó sai á. Đi chung ok. Cái to hay cái nhỏ? To hay nhỏ cũng được, to to. Để to to, vẽ to to, vẽ tí tí. Vẽ quá chứ. Ui dồi, đây là ông ngồi đâu hết. Đây là cái này được không? Hơi lại trong này ấy. Không sao. Mà sống, chứ là đánh đâu. Few moments later. Các bạn hãy chuẩn bị của bọn mình nha các bạn. Mình thắng. Lại thua. Tiếp cùng một người thắng rồi nha các bạn. Bye bye. Bye bye. Subscribe vào YouTube này. Nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok. Nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì